trở lại với kênh Cường Thoát Nước. Thì hôm nay Cường cũng đi làm, các bạn thì cũng đang đứng ở sau chỗ tượng đài bà con nè. Thì hôm nay lâu quá thì Cường cũng không có vô hộ cà phê, thì hôm nay Cường có ngẫu hứng với hộ cà phê cũng chia sẻ cho các bạn cái video cũng như mà hồ nước ngọt lúc này đẹp như thế nào, cũng như cái phong cảnh hiện trạng sau khi những ngày lễ của mà lễ hội ốc bóc đó các bạn. Thì có cái gì mới không thì Cường mời các bạn theo video của trước nha. Cường đó chính là cái cổng hồ nước ngọt đây các bạn. Thì mình đi thẳng luôn, đó chính là cái đoạn đường Hùng Vương ra tiến về hướng về Cần Thơ các bạn. Thì bắt đầu Cường sẽ đi từ từ cho các bạn xem. Thì nói chung Sóc Trăng thì có những cái phong cảnh rất đẹp và tuyệt vời các bạn. Thì các bạn thấy không, đặc biệt là những cái cây cảnh mà độc đáo và rất tuyệt vời. Thì trước mặt Cường đó chính là tượng đài Ba Cô các bạn, như là thể hiện ba cái dân tộc Kinh, Hoa, Khmer các bạn, rất đẹp các bạn ơi. Thì phía trước chúng ta đó chính là ở chợ mà cái chợ nhóm này các bạn. Thì cái bên chợ nhóm của đó là cũng một cái nhà hàng đó chính là Hàng Ký nha các bạn ơi. Thì bây giờ Cường dẫn cũng như các bạn và cả nhà vô cái trong hồ nha.
cái xung quanh Hồ Nước Ngọt thì cũng mệt gia đình. Thì bây giờ thì nói chung ra thì cảnh Hồ Nước Ngọt cũng rất đẹp gia đình đây. Thì ai đến mà Hồ Nước Ngọt á thì cũng đến đây tham quan. Phải nói đây là cái điểm du lịch ở thành phố Sóc Trăng gia đình. Đó, thì xung quanh Cường thì cũng là một cái phong cảnh rất đẹp và tuyệt vời nha gia đình. Thì nói chung bữa nay Cường đi làm thì cũng ở ngoài nóng quá. Thì mà Cường vô mới quay cũng như xuống đây nè cho gia đình mình thấy, thấy không? Rất đẹp và tuyệt vời. Chúng ta đẹp nha gia đình, và nó cực kỳ đẹp. Nói chung là Cường rảnh rảnh thì đến Hồ Nước Ngọt gia đình đây, phải nói là cực kỳ luôn, hấp dẫn. Thì mình ghé đi uống cà phê cái mình đi vòng vòng này cho các bạn xem nha, các bạn nhà gia đình luôn nha.